Cá sốt chua ngọt thì chúng ta mua cá ba sa phi lê rồi, chúng ta sẽ cắt hình khối vuông như thế này. Chúng ta lăn qua bột, bột khô. Và nhớ là cá cô không có ướp gia vị gì hết ha, tại vì lát hồi chúng ta sẽ có sốt chua ngọt bên ngoài nữa. Chúng ta bỏ vô chúng ta chiên. Rồi chúng ta chiên tới khi nào mà cá vàng cứng cá lại thôi ha mấy bạn. Thì chúng ta cho ra một cái dĩa có lớp giấy thấm dầu để hút hết cái dầu trong cái cá. Ngoài ra thì mình nói tới là cái sốt của cá chua ngọt thì chúng ta sẽ có cả ớt chuông xanh, ớt chuông vàng và ớt chuông đỏ cắt hạt lựu, hành tây cắt hạt lựu luôn. Rồi chúng ta sẽ để đây để chúng ta chuẩn bị làm cái sốt chua ngọt. Cái cá chúng ta đã vàng và cứng cá rồi, bây giờ chúng ta gắp cá ra nhé. Rồi bây giờ chúng ta gắp cá ra. Cá đã vàng rồi, rất là cứng và ngon. Bây giờ bắt đầu chúng ta để cá qua một bên, bắt đầu chúng ta làm sốt. Chúng ta cho vô đây một muỗng ăn cơm dầu ăn, 1/2 muỗng cà phê gừng với một quả ớt hiểm cắt ra. Rồi vừa thơm lên chúng ta cho tiếp 1/2 muỗng cà phê hành, 1/2 muỗng cà phê tỏi. Chúng ta đảo đều. Rồi chúng ta đổ hết cái phần rau này vô chúng ta xào. Chúng ta mở lửa nhỏ thôi để cho rau củ nó thơm cái mùi hành tỏi của chúng ta cho vô. Bắt đầu chúng ta sẽ pha cái phần mà nước sốt cho vào đây. Rồi chúng ta sẽ có một muỗng cà phê bột năng pha với 4 muỗng nước. Rồi chúng ta sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê tương cà, 3 muỗng tương ớt. Một muỗng tương ớt, một muỗng ăn dầu hào, một muỗng ăn cơm giấm, 2 muỗng ăn cơm đường. Rồi mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này để cho dịu vị hơn cho món ăn. Chúng ta sẽ cho vô đây 1/2 muỗng cà phê bột nêm. Chúng ta cho vào cái chảo này. Rồi chúng ta sẽ trộn đều lên nha mấy bạn. Nếu như cái sốt của chúng ta nó đặc quá thì chúng ta có thể cho tăng thêm một ít nước để cho nó lỏng cái sốt ra ha mấy bạn. Vị chính của chúng ta vẫn là chua ngọt. Rồi bắt đầu chúng ta cho sốt lên trên ha, sốt của cá lên trên cá ha mấy bạn. Chúng ta rã cho một ít hành, cho một chút xíu tiêu. Rồi cá sốt chua ngọt của chúng ta đã xong ha mấy bạn. Rất là đơn giản mà cũng là nhanh, không nó quá cầu kỳ, cũng không quá khó làm đối với những người phụ nữ nội trợ mà vừa thì phải đi làm nên chúng ta rất là bận rộn phải không các bạn.